tại một cái ngôi làng người Kinh nói tiếng Việt tại Trung Quốc. Bây giờ thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị sẽ cùng Bùi Hồ đi sang Trung Quốc để tìm hiểu. Từ cửa khẩu Móng Cái của Việt Nam, di chuyển khoảng 25 km thì đến khu vực Tam Đảo, thuộc xã Giang Bình, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Và ngôi làng này thì hơn 90% chỉ nói tiếng Việt thôi. Hơn 500 năm về trước thì tổ tiên của người Kinh di chuyển trên một cái chiếc thuyền nhỏ từ Đồ Sơn thuộc tỉnh Hải Phòng ngày nay của Việt Nam, di chuyển sang đến khu vực Tam Đảo đánh bắt cá, và họ phát hiện rằng ở đây có một cái bãi cá lớn. Từ đó họ đã ở lại đây và sinh sống qua nhiều thế hệ cho đến bây giờ, và họ đã trở thành một trong 56 dân tộc của Trung Quốc làm giàu nhờ nghề đánh bắt cá. Dân tộc Kinh ở Trung Quốc không những đã lớn mạnh mà trở thành một cái cộng đồng dân tộc thiểu số với nền kinh tế phát triển nhất, mà còn là một trong những dân tộc vẫn còn giữ nguyên vẹn những cái nét đặc sắc của văn hóa cộng đồng của người Việt. Ấn tượng và cảm động nhất có lẽ là cây cổ thụ hơn 200 năm tuổi đứng trước đình làng Vàng Vĩ, được đặt tên là cây Tương Tư Nam Quốc, như là một lời nhắc nhở của tổ tiên cho thế hệ sau không được quên cái nguồn gốc của dân tộc. Trải qua hàng trăm năm lịch sử thì làng chài người Kinh, một dân tộc thiểu số Kinh ngay tại Trung Quốc, đã trở nên giàu có phồn vinh nhờ việc đánh bắt ven biển như thế này. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại một cái ngôi làng người Kinh nói tiếng Việt tại Trung Quốc. Và dân tộc Kinh tại Trung Quốc là một trong 56 dân tộc thiểu số giàu nhất tại Trung Quốc. Vì sao lại có dân tộc Kinh tại Trung Quốc? Thưa cô bác quý anh chị, ngược dòng lịch sử, một số tài liệu lịch sử ghi lại thì hơn 500 năm về trước, tổ tiên ông bà của cô chú ở đây di chuyển từ ở Việt Nam là từ Hải Phòng và Quảng Ninh, làng từ làng Trà Cổ đó cô bác anh chị, di chuyển sang đây để lập nghiệp. Và trải qua thời gian như vậy thì cô chú sinh sống ở đây với một cái nghề gọi là săn bắt và làm du lịch, nên ở đây rất người Kinh ngay tại Trung Quốc được mệnh danh là một trong những làng dân tộc thiểu số mà giàu nhất ngay tại Trung Quốc luôn. Và thậm chí là ngôi làng này là ngôi làng vẫn còn giữ được một cái nét văn hóa của người Việt Nam của mình, và thậm chí là vẫn lưu truyền, vẫn nó sử dụng ngôn ngữ là ngôn ngữ tiếng Việt luôn ha cô bác anh chị. Đi dọc theo ngôi làng một tí xíu ha, để mình tìm hiểu thêm về một cái nét văn hóa của người Kinh ngay tại Trung Quốc mà chỉ sử dụng là tiếng Việt thôi. Ở phía trước này nè, ngôi làng này rất là giàu có, nghe cô bác anh chị, rất là nhiều ông bà ở đây ăn nên làm ra cắt những cái ngôi nhà cửa khang trang. Và đây là những cái hình ảnh, những cái bức tường này cô bác anh chị thấy không, họ vẽ lại cái nét sinh hoạt hàng ngày đó, đó là sống với lại một cái nghề gọi là nghề đánh bắt. Và thưa cô bác anh chị, đây là thuộc tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc ha. Đó, nghe tiếng Việt không? Dạ chào anh. Chào. Dạ, em chào. Mày cái gì anh? Này mấy cái mày ba. Lấy cho mấy con vào được rồi. Xin qua đây, xin qua đây. Cá này cá mới đánh lưới về á. Cá thòn đấy. Cá thòn. Cá nuôi ao đấy. Nuôi ao à. Hay rồi ha. Nè, nó cho mấy con mấy cái nha. Cô bác anh chị thấy là đưa tiền nhân dân tệ nhưng mà sử dụng tiếng Việt để mà giao thương với nhau á. Không phải đâu. Cái này là tôm. Cái cân này là cái cân cổ luôn á, cái cân giá. Cái gì không có? Nó phải có vài con chạp chạp mà mới ngon. Cá này là cá thòn, tên cá nó là cá gì chị? Cá dề. Cá dề ha. Này không bậy đó. Không. Cá này tên lẻ đó. Việt Nam gọi là cá dề. Cá nhiều, cá dề. Làm một tí đâu. Mà nhìn con cá này chắc thịt nó ngon á. Mấy làng cho ta về nấu. Em qua đây chơi. Về nấu canh. Nấu canh ngon ha. Tần thế tay với tao còn bằng lần. Gì không phải tròn cái đấy á. Thì là một tần thế tay đấy đâu. Ngồi đâu. Tại sao là có người miền Nam như thế. Người Sài Gòn.
Sài Gòn, miền Nam không phải Sài Gòn đi. Dạ. Người miền Nam sang chơi. Lấy mấy con tôm nhé. Lấy à, tao lấy mấy con mà tao nhảy vậy. Đây, đây, khá đẹp, tôm đẹp. Cái thôn này ở dân tộc kinh. À. Này, từ ở đây cái con thôn này nó tập kinh thế. Đây, đang lỡ chính mà làm mà tiến xuống. Người Việt Nam. Người Việt Nam. Gốc là gốc Đồ Sơn. Gốc Đồ Sơn hả chú hả? Đây là... Đây là người Việt. Người Hoa gốc Việt. Người Hoa gốc Việt. Ở Đồ Sơn. Gốc là Đồ Sơn. Hải Phòng Đồ Sơn nhá. Dạ, chú ở đây lâu chưa? Ôi trời ơi, hơn trăm đời rồi. Hơn trăm đời rồi. Hơn trăm đời. Đây. Okay, ok. Dạ dạ, cảm ơn chú. Có nghĩa là người Việt qua bên đây là khoảng 500 năm rồi. Nói tiếng Việt đó. Nói tiếng Việt rồi. Dạ. Nhưng mà trước kia là không được học chữ Việt đâu. Dạ. Không được học chữ Việt. Dạ. Chỉ là được biết là ra đời đến nói tiếng thôi, nhưng mà bây giờ là tất cả là nói về tiếng Hán. Dạ dạ. Ở đây cái khu chợ này, cái sạp cô này bán cá vui ghê. Bình phá quá. Không được phá lên đây. Cô qua đây lâu chưa cô? Cân nhá. Bên nhau, tôm là 49, cái này là 105, cái này là 30. Ừ, bên nhau. Là này. Cá nhìn tươi nha. Cá nhìn tươi. Đây là dậu. Một cái 105. 105 là cá. Cái này 30. Cá đục 30. Còn cái này là 49. Không có đâu vì cái này chỗ ai? Ai giá thay cho bà ba. Dạ. Nói cá này. Trên hai con này. 180. Dạ, vô đây mua chứ. Chị xanh 80 đi. Dạ, vô đây. 180 đó. Mấy nhì. Ở đây là cái sạp bán rau củ á. Ở đây là mình thấy có cái trái này là trái dưa leo nè. Trái mướp. Đậu dán. Trái khổ qua nó to kìa không? Trái khổ qua nó to. Ha. Quá bự. Quá bự rồi. Trái dưa leo nè. Thấy không? Trái dưa leo nè. Phải dưa leo không? Đúng rồi. Này dưa leo đúng không con? Dưa leo. Dạ. Cái này là người Trung Quốc. Này là mướp bắn. Này mướp bắn đúng không? Ừ. Quả mướp á. Nhưng mà cái trái mướp nó nhiều cái khía cạnh hơn ở Việt Nam mình. Đúng không? Gọi là mướp khía. À. Còn trái dưa leo nó dài gấp 2-3 lần trái dưa leo ở Việt Nam luôn. Quả này là quả gì á? Quả vào quả hình là cái gì á? Mấy hát được cái gì? Cái này là cái gì á? Ở đây cái gì nó cũng to, nó cũng bự á. Ngay tại cả cái củ hành nè. Có anh chị thấy không? Củ hành tím á. Ờ, nó to ghê không? Cái củ khoai gì dài. Cái này quả hành tây. Ờ, hành tây, xin lỗi. Tây à. Cái củ này có gì cô? Quả này là quả trừ. Quả trừ. Khoai trừ. Khoai trừ à? Ờ, khoai trừ. Mà nó dài kìa, nó dài kìa. Đàn ơi. Việt Nam có không? Ừ. Có khoai trừ mà ngắn hơn. Anh cái này dài không? Dạ. Đó, một củ dài phải làm ấy. Quá dạ. Khoai trừ à? À. Này là khoai tây. Khoai tây. Này là khoai tây á. Nói chung là mình thấy đồ ở đây là trồng cái không khí nó mát á, nên là nữ là trồng cái trái cây á nó cũng to không. Như đây là này đậu que Việt Nam. Việt Nam Trung Quốc là thì quay tàu. Dạ. Dạ. Việt Nam là cái đó. Dạ cơ. Mình dạ. Thôi mình sẽ di chuyển thêm tí xíu nữa ha. Lúc nãy thì vừa hồi có chia sẻ là đây là một cái ngôi làng người Kinh ngay tại Trung Quốc á, mà ăn nên làm ra rất là giàu có. Thì cô bác anh chị thấy không? Những cái ngôi nhà cao tầng giống như những cái biệt thự đó, rất là cao. Và đây là toàn bộ là ngôi làng dân tộc Kinh, là một trong 56 dân tộc thiểu số ngay tại Trung Quốc. Lại đây tí xíu cô bác anh chị. Cái lối đi quanh ngôi làng thì các anh chị thấy không? Nó cũng rất là sạch sẽ và nó thoáng mát ha. À, ở đó có hoa giấy đồ nữa kìa.
tham quan du lịch. Dạ. Dạ. Chào bác. Miền Nam. Biết rồi, biết rồi. Nghe tiếng quay quay phim để làm kỷ niệm thôi. Dạ. Ngồi uống uống chè uống nước. Dạ cho cháu xin ngồi cái ghế ha. Ngồi. Đi ghế ngồi đi. Dạ. Bác sống ở đây lâu chưa? Hả? Ở sống ở đây lâu chưa? Bác sống ở vẫn bên này. Dạ. Sống ở Trung Quốc. Dạ. Gia đời Trung Quốc. Dạ. Mà gốc thì là gốc Việt Nam. Dạ. Cụ Kín thấy nói là gốc Đồ Sơn ấy. Đồ Sơn. Dạ. Ừ. Được mấy đời hả bác? Đến đây hình như là 13 đời là mấy gì? 13 đời. 13, 14 đời. Lâu lắm rồi. Chú là đến đời thứ 13, 14 rồi. Ừ. Nhưng mà bây giờ chú vẫn nói chuyện tiếng Việt. Vẫn nói được. Dạ. Tạo luôn á, thông luôn. Tiếng cháu là tiếng Sài Gòn. Dạ, cháu ở Sài Gòn. Nghe được ra tiếng Sài Gòn. Dạ, bác có đường về Việt Nam không? Bác vẫn đi Việt Nam. Dạ. Vẫn đi Việt Nam về già chứ không đi. Có bác hoạt trạng. Sao vậy? Nên cái cuộc sống ở bên này thì bác có thể chia sẻ cho cháu hiểu thêm tí xíu không? Ở đây thì ngôi làng của mình là nhiều hộ không bác? Nói về chứng chỉ thì bác không biết nhiều. Dạ không. Nói mà nói về tư nhân mình là dân mình là ở đây thì thực tế cũng được. Dạ. Ở đây là đa số là các cô chú như bác rồi sống với nghề đánh bắt hay sao? Cả cái làng này cũng là người dân tộc Kinh. Dạ. Cái làng này là có 1.600 mấy người. 100% là dân tộc Kinh, là người Kinh. Dạ. Mà ở Trung Quốc thì có ba cái đảo gọi là người dân tộc Kinh. Dạ. Đảo Mũ Đầu, Sơn Tâm. Dạ. Đây là Sơn Tâm. Dạ. Còn Vạn Mỹ. Dạ. Thì là ba cái làng, ba cái đảo là dân tộc Kinh. Dạ. Rồi là Tam Đảo. Ừ, tam, yeah. Tam đảo. Dạ. Yeah. Đó là một cái chén trà nè, chè nè. Uống chè là một nghệ thuật luôn á. Ừ. Ở Việt Nam cũng quen không mà giót đầy rồi. Dạ. Dạ cho. Mời chè. Dạ mời chè cho xin dạ. Mời chè. Dạ. Mời chè. À? Cháu xin cháu cảm ơn bác nhiều. Bác năm nay là bao nhiêu vậy? Bác năm nay gần 70. Ồ, 70 mà thấy cũng bác khỏe ha. Trẻ. Dạ. Chắc bác cũng có cháu hả? Cháu có cháu ngoại, cháu nội. Còn có cháu ngoại, cháu nội, thằng chục đứa ấy. Dạ, bây giờ đang sinh sống bên này hết. Ừ, sống bên này hết. Dạ. Cuộc sống hiện tại mỗi ngày là chú đã làm với cái công việc gì ấy chú? Chú bây giờ làm già về nhà trông con trông cháu trông nhà trông cửa thôi cho con. Yeah. Cái làm ăn thôi. Yeah. Hiện nay con cháu còn ai đi biển để đánh bắt gì nữa không chú, hay là mình chỉ trồng rau thôi? Trồng dâu trồng lúa. À, buôn bán rồi thôi. Buôn bán. Người qua bên đây mà gặp được người Việt của mình đã nói tiếng Việt á, cái tự nhiên mình cảm thấy mình hạnh phúc. Mình. Chú trước ngày vẫn đi Việt Nam đấy chứ. Dạ. Yeah. Ở Việt Nam từ Móng Cái mà đến là đi đến nhất xa là đảo Phú Quốc. À, đi đến đảo Phú Quốc luôn. Ở Sài Gòn thì là thường xuyên vẫn ở Sài Gòn nhiều. Dạ. Yeah. Sài Gòn, Đà Nẵng, Nha Trang. Cháu nghe nói là cháu được học đọc một số tài liệu lịch sử thì khoảng 500 năm trước thì người Kinh của mình ở Việt Nam di chuyển sang đây, thì bác có nghe ông bà của mình kể lại không? Cũng nghe mà cũng không để ý, cái gì khó kể được lại, khó nói được lại. Dạ. Các cụ ngày xưa cũng kể lại cái chuyện lịch sử chỗ dân tộc Kinh đấy, nhưng mà dạ chú không biết kể lại, không biết nói lại. Dạ. Uống chè đi. Dạ. Rồi cho cháu xin. Rồi mời cô bác anh chị này nhắn chào.
Ở Trung Quốc cái uống trà là bắt đầu câu chuyện cũng như Việt Nam mình nhé. Miền Nam ở Sài Gòn, miền Sài Gòn vẫn là cà phê, không có trà. Dạ, cà phê nhiều. Toàn uống cà phê. Dạ. Cà phê đá, cà phê sữa. Dạ. Bây giờ đến cuối năm là mình còn cái lễ hội nào của người Kinh ở đây không? Không. À, không ạ. Ừ. Một năm chỉ một ngày lễ ở Sơn Tâm là mùng 10 tháng 8, ở Mú Thảo là mùng 1 tháng 8, Hoàn Mỹ là mùng 10 tháng 6. Ba cái đảo là ba ngày lễ. Còn có một cái kẻ kẻ cái gì gọi là Đầm Thạch đấy. Đầm Thạch. Nó là 26 tháng 2. Nó, cái món đấy nó ít người biết nói tiếng Việt Nam. Dạ. Nó củ, nó bầu củ, nó người ngày xưa là dân tộc Kinh. Nhưng mà cứ giờ thiên nhiên cái con cháu không biết nói. Chỉ có làng Sơn Tâm là biết nói. Dạ. Mà cái người mà không tiếp xúc người Việt Nam qua đấy nói là lớn lắm. Dạ. một nửa tiếng Hoa, một nửa tiếng Việt. Mà chú thì là từ mở cửa khẩu đến giờ thì cũng tiếp xúc người Việt Nam nhiều. Dạ. Lại cũng ở Việt Nam nhiều. Dạ. Còn ở Đà Nẵng ở 6 năm, 7 năm Đà Nẵng. Nha Trang ở mấy năm. Đảo Phú Quốc. Đảo Phú Quốc là xa nhất. Rồi, cháu cảm ơn. Cho cháu uống hết ly chè này để cháu đi tham quan tiếp. Dạ, được rồi bác. Cháu. Ra ngoài điểm chuồng ở đây tham quan chưa? Dạ, tham quan rồi. Đấy, cái công nghệ, cái chữ, cái gì cũng là nhiều cái là Việt Nam mình sang đi làm đấy. Dạ. Ừ. Có nghĩa là bác chia sẻ là những cái chữ công điêu khắc ở kiến trúc á, là người Việt Nam mình sang đây làm á. Đấy. Có nhiều cái là người Việt Nam mình sang đây làm. Người Việt Nam mình đi đâu cũng giỏi. Cái công nghệ tốt, đẹp. Dạ. À, chị cháu xin phép bác ha. Dạ. Cảm ơn bác rất nhiều. À, có một điều mà Bùi Hồ muốn chia sẻ với cô bác anh chị á, thì đây là một cái bếp củi đúng không? À, cái bếp củi này nếu như mà không nói thì cô bác anh chị sẽ không hiểu được rằng nó sẽ rất là tiện lợi. À, khi vào mùa đông hay là như thế nào đó, cái bếp củi này thì mình sẽ cái nơi này nè. À, mình sẽ dùng đun củi. À, và bên đây là cái vòi nước này cô bác anh chị. À, đúng không? Khi mà đun củi á thì ở đây cái bên đây nè. Hai cái này nè, lúc nào cũng đầy nước hết á. Và đun nóng lên thì vừa có thức ăn chín ở trên và vừa có nước nóng ở bên đây để mà sử dụng. Tiện cả đôi đường đúng không cô bác anh chị? Và trên kia có một cái ống khói nữa kìa, thấy không? Đấy. Và thức ăn thì để ở trên đây. Còn ở đây cũng chứa được diện tích khá là nhiều nước thôi cô bác anh chị. Và đây là của một người cô nè. Dạ, chào cô. Dạ. Yeah. Bữa nay rồi đây chúng nó còn ba bữa cháu chào bà cháu ở đây ăn cơm. Bà đang nấu gì vậy? Bà nấu cá. Cho cháu xem được không? Đây này, bà nấu cá đây. Ở đây là một cái ngôi làng của người Kinh ngay tại Trung Quốc thôi cô bác anh chị. Nghe toàn là tiếng Việt hết. Ở đây là món canh cá hả? Ở cá này nấu với gì á bà? Con khế. Cái trái khế. Hay ha. Ngon cài. Ngon đây bà, cái ông ba chào bà cháu rồi đi ăn cơm. Dạ con cảm ơn. chúc cho bà sức khỏe ha. Chúc cho cháu bà cháu cũng sức khỏe, làm buôn làm bán bà cháu làm quan làm sứng lên cao cao ra. Dạ. Ở đâu lại đây? Cháu ở Sài Gòn. Hả? Ở Sài Gòn. Dạ. Dạ bà. Con chào bác. À, chào bác. Nhà bà đây hả? À, đây. Hai nhà luôn. Trời. Dạ. Bà năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 87. 87 tuổi hả? Ừ. Dạ. Già lắm rồi nha. Già lắm rồi. Ừ. Bà ở đây lâu chưa?
Thì nhà tôi ở, ở ngoài lắm đây đó, ở ngoài đây, ở ngoài cái lắm lắm từ đây đó. Dạ. Không có bao nhiêu, không có bao nhiêu xa đâu, cơ mà. Dạ. Ở ngoài sống ngoài đây thôi đó. Dạ. Bà sống ở đây là bao nhiêu năm rồi? 80 năm, 83 năm. 83 năm. À. Dạ. Mẹ tôi đẻ ra thì 83 năm rồi. Có nghĩa là bà được sanh ra ở đây. À, cái thôn này chứ nhà tôi ở ngoài cơ mà đẻ tôi ngoài cơ chứ tôi lấy chồng ở đây. Dạ. Vậy là bà 83 tuổi. Ừ. Dạ. 83 tuổi rồi đấy. Toàn là nghe tiếng Việt hết à. À. Cảm ơn nhé. Dạ. À. Bà cháu bây giờ ở đâu lại đây? Ở Việt Nam sang. Ủa tháng ở có gần ở Móng Cái không? Gần cũng xa Móng Cái lắm. Xa Móng Cái mà. Dạ. Tôi có cái anh trai ở Móng Cái. À, bà có thường về Việt Nam không? Không, bây giờ tôi yếu lắm rồi, tôi không đi đâu. Dạ. Anh trai cháu chắc tôi ở bên Việt Nam nhiều lắm. Dạ. Ừ. Anh trai ấy cũng năm nay 80 mấy. Nhưng mà con thấy răng bà được dụng cả răng. À, 80 mấy chứ gần 90 tuổi rồi. Dạ. Trải qua hàng trăm năm lịch sử thì làng chài người Kinh, một dân tộc thiểu số Kinh ngay tại Trung Quốc, đã trở nên giàu có phồn vinh nhờ việc đánh bắt ven biển như thế này. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là những cái hình ảnh ngư dân họ đánh bắt. Và đây là một trong những cái dân tộc thiểu số ngay Kinh, dân tộc thiểu số người Kinh ngay tại Trung Quốc rất là giàu. Và hiện nay thì ở Trung Quốc thì người ta cũng coi như là trở thành một cái viện bảo tàng về những cái nông cụ đánh bắt của người Kinh ngày xưa, để mà cho cô bác quý anh chị hiểu thêm cũng như là một phần văn hóa lịch sử của người Kinh ngay tại Trung Quốc ha. Đây chắc có lẽ là cô bác quý anh chị sẽ quen với là cái tủ này đúng không? Đây là một cái tủ cạp man xê. Cái tủ này cạp man xê có tên tiếng đó là tiếng Pháp, còn tiếng Việt đó là một cái tủ đựng chén thôi. Và trên này có một cái bình đựng nước nữa nè, đúng không? Và đây là một trong những cái truyền thống trang phục của người Kinh ngay tại Trung Quốc, đó là áo dài khăn đóng nè. Thì qua đó chúng ta mới thấy là lịch sử hàng trăm năm về trước thì người Kinh ngay tại người Việt ngay tại Việt Nam ở hai tỉnh Hải Phòng á với lại Quảng Ninh, họ đã di cư qua bên đây sống từ khá là lâu đời rồi. Đây là những cái chiếc áo dài khăn đóng ha, để họ mặc vào những cái ngày lễ truyền thống á. Không nói thì chắc có lẽ là cô bác anh chị cứ ngỡ là Bùi Hồ sẽ ở Việt Nam. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là hình ảnh trang phục của 56 dân tộc anh em ngay tại Trung Quốc. Và chắc có lẽ nhìn sơ qua thì cô bác anh chị sẽ không thấy được cái đâu là người Kinh ngay tại Trung Quốc ha. Đó. Lúc vừa rồi thì Vương Khang có hỏi Bùi Hồ là trong vòng 30 giây anh có thể kiếm ra được người Kinh dân tộc thiểu số ngay tại Trung Quốc không? Thì đây, ngắm nghĩ một hồi thì thấy một cái hình ảnh khá là đặc trưng, đó là cái chiếc nón lá với lại một cái chiếc áo dài ha. Đây là dân tộc Kinh ngay tại Trung Quốc, là một trong những dân tộc thiểu số mà giàu có. Gồm có người Mãn, người Mông, người rất là nhiều dân tộc cơ quá anh chị. Mỗi một trang phục dân tộc thì nó sẽ khác nhau. Và như vậy là vào một cái ngôi làng hơn 1.000 hộ ngay tại tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc, thì cô bác anh chị chỉ thấy cô bác anh chị ở đây á sống, mặc dù trải qua hàng trăm năm lịch sử rồi, nhưng cô bác anh chị ở đây vẫn sử dụng tiếng Việt để mà giao tiếp với nhau. Và một làng dân tộc Kinh ngay tại Trung Quốc là một điều gì đó khá là lý thú, và Bùi Hồ cũng sẽ chia sẻ thêm cho cô bác anh chị ở những đoạn video clip sau. Còn bây giờ thì chắc có lẽ xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ha.